Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Toàn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay để gửi tới tất cả mọi người. Mọi người theo dõi nhớ nhấn like và ấn vào nút đăng ký chia sẻ clip giúp Lực Toàn nha. Thì cái thông tin ngày hôm nay mà Lực Toàn muốn nói đến tất cả mọi người gồm có hai thông tin, liên quan đến cô ca sĩ Phi Nhung là một và liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là hai. Hai cái sự việc, đặc biệt là sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đang rất nóng, thì liệu chừng bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại hay không và lý do vì sao bà Hằng có thể là tại ngoại trong thời gian sắp tới, thì Lực Toàn sẽ cung cấp những cái thông tin này. Tất cả mọi người đang rất quan tâm về tình hình sức khỏe của bà như thế nào, thì ngày hôm nay Lực Toàn cũng cung cấp thông tin cho mọi người luôn. Thì đầu tiên đi vào với cái câu chuyện mà chúng ta nhắc lại cái chuyện xưa cũ, thì cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã qua đời rồi và qua đời một cách rất là oan ức trước đó. Và cố ca sĩ Phi Nhung ra đi thì mang rất là nhiều điều tiếng xấu bởi cộng đồng mạng xã hội và những người xuyên tạc bịa đặt cho chị ấy. Thì hiện tại bây giờ chị ấy đã được ra đi thanh thản khi những cái oan ức khuất tất cũng đã được dần sáng tỏ. Và hiện tại bây giờ thì cái luồng tin mà bên phía đối diện đang tấn công về cố ca sĩ cũng đang rất là nhiều. Những kẻ xấu kẻ ác vẫn đang lợi dụng vào cơ hội gọi như là trục lợi trên thân xác của chị, tức là trên linh hồn của chị để kiếm ăn. Thì vẫn còn những đâu đó những thành phần xấu dơ bẩn vẫn tấn công về chị. Nhưng những cái trường hợp đó giống như thể là nước đổ lá môn, con sâu làm đầu nồi canh thôi. Chúng ta không cần phải quan tâm, đúng không ạ? Và chúng ta quan tâm đến thời điểm hiện tại bây giờ là cố ca sĩ Phi Nhung đã mất đi, nhưng những điều tiếng tốt đẹp chị vẫn làm đến thời điểm hiện tại bây giờ. Tức là chị không thực hiện, nhưng với danh tiếng danh nghĩa của chị và những người tiếp bước kế sau đó là những đứa con nuôi cũng như là con ruột của chị hiện tại bây giờ là Wendy Phạm ở bên Mỹ, thì đang tiếp bước cái hành trình mà mẹ đi giúp ích cho đời cho người, cũng đang tiếp tục làm những công việc rất là tốt. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì Lực Tăng cung cấp một cái thông tin là với danh nghĩa của cố ca sĩ Phi Nhung thì tiếp tục nhận thêm một người con nuôi nữa ở trên chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Thì hiện tại bây giờ nâng tổng số người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung lên là 24 đứa. Thì đây quả thực là một cái việc làm, một nghĩa cử cao đẹp tuyệt vời. Khi cố ca sĩ Phi Nhung đã mất rồi, nhưng tiếng thơm, tiếng tốt cho đời vẫn còn nguyên vẹn. Chị ấy mặc dù mất đi, nhưng trong tim chúng ta vẫn luôn luôn khắc ghi hình ảnh của chị ấy. Không bao giờ quên đi những cái ký ức và kỷ niệm đẹp với chị Phi Nhung. Và đặc biệt rằng là những cuộc hành trình làm thiện nguyện, những công việc giúp ích cho đời cho người, chúng ta sẽ in sâu vào trong cái tâm trí của chúng ta. Và hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ lan truyền đời đời mãi mãi, không bao giờ chúng ta quên được cố ca sĩ Phi Nhung ạ. Thì cái thông tin mà Lực Toàn muốn cung cấp cho mọi người là đại gia đình Phi Nhung đã đón thêm một thành viên mới. Con gái hé lộ những hình ảnh đầu tiên, thì đã xuất hiện một hình ảnh của một bé gái, không biết là bé gái hay bé trai, thì để Lực Toàn đọc ở đây cho mọi người, để mọi người cập nhật tin tức. Thì được đẻ trước cửa chùa và được nhờ các sư cô nuôi luôn, làm nhận con nuôi là cố ca sĩ Phi Nhung luôn nha mọi người. Sau khoảng thời gian Phi Nhung qua đời, con gái ruột của cố ca sĩ mới đây đã vừa thông báo đại gia đình đã đón thêm một thành viên mới. Thuở sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung tích cực hoạt động cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra, cố nghệ sĩ luôn được lòng khán giả bởi tấm lòng thiện lương. Khi nhận nuôi 23 đứa trẻ, sau khi nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, con gái ruột là Wendy và những người thân đã cùng chung tay chăm lo và quan tâm tới các em để tất cả vẫn có được cuộc sống bình thường. Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đã đăng tải hình ảnh của một nhóc tì kháu khỉnh, kèm theo thông báo đại gia đình vừa đón thêm thành viên mới. Chị hai chào em, chào đón em về với Phi Nhung, vòng tay diễn tử. Con là Phạm Đức Thành, kính chào cả nhà. Hiện cậu bé sẽ được nuôi dưỡng tại chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Phước, nơi con nuôi có nghệ sĩ đang được sinh sống. Tức là Phạm Đức Thành, một cậu con trai rất là bụ bẩm nha mọi người. Đây nha mọi người, đây, rất là bụ bẩm và đã là đứa con nuôi thứ 24 của cố ca sĩ Phi Nhung ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh nha. Đây, thấy không? Dưới phần bình luận, nhiều khán giả không khỏi xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của Wendy. Đồng thời không quên gửi lời chúc mừng đến đại gia đình khi chào đón thêm thành viên thứ 24. Được biết, trước đó Hồ Văn Cường, một trong những người con nuôi nổi tiếng của cố ca sĩ, đã rời khỏi nhà sau khi giải quyết xong chuyện ồn ào tiền cát xê. Hiện giọng ca Tiền Giang đang được danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thị hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, Wendy và người thân, bạn bè luôn cố gắng hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của cố nghệ sĩ, nối vòng tay yêu thương của cố nghệ sĩ Phi Nhung với những mảnh đời bất hạnh. Đó là những cái thông tin mà chúng ta cảm thấy cực kỳ sung sướng và cực kỳ ý nghĩa, đúng không ạ?
Mẹ mình đã mất, nhưng những người con tiếp nối cái hành trình, những cái chặng đường, đi tiếp bước những cái hành trình yêu thương và san sẻ những cái nỗi đau, niềm vui, mang niềm vui đến cho tất cả mọi người. Thì như vậy chúng ta cảm thấy rất là tự hào khi đất nước Việt Nam chúng ta sinh ra một người con như cô ca sĩ Phi Nhung, và chị ấy đã lưu truyền để lại dạy dỗ cho con cái của mình, và sau này đã tiếp bước được những cái gì tinh túy nhất, tốt đẹp nhất của chị. Hiện tại bây giờ nó đang được lan truyền và những cái đó sẽ giúp ích cho đời, cho người. Thì chúng ta cũng cầu mong là trên trời cao, cô ca sĩ Phi Nhung sẽ được ra đi một cách thanh thản, khi những người xấu, những người ác đang gieo tiếng xấu, tiếng ác cho chị dần dần được trả giá. Và đó là gieo nhân nào gặt quả nấy, đúng không ạ? Chúng ta rất cảm thấy rất là tự hào, rất là sung sướng khi mặc dù mất đi cố ca sĩ, thì cái nỗi đau mất mát đến thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta vẫn nhớ nhung chị. Nhưng với những hình ảnh và những cái gì mà đang diễn ra trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm thấy rất là tự hào, và chúng ta cảm thấy gọi như là có một cái gì đó an ủi cho chúng ta, đúng không ạ? Đó là cái thông tin mà Lực Tàng muốn cung cấp cho mọi người là trong cái bản tin đầu. Thì trước khi vào cái thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng đang rất là nóng trên mạng xã hội, thì Lực Tàng xin phép quảng cáo một phút ạ. Lực Tàng đang bán vị mật ong bạc hà. Mật ong bạc hà đây nha mọi người, vị rất là tinh chất và ổn định huyết áp, ngăn ngừa tim mạch. Uống mật ong hoa bạc hà giúp ngủ ngon hơn, tăng cường miễn dịch. Mật ong hoa bạc hà tốt cho gan, giảm viêm họng, chống lão hóa và chống nguy cơ trầm cảm. Đó là cái tác dụng của mật ong hoa bạc hà. Và mật ong cà phê đây nha, Lực Tàng chỉ dám tem nha mọi người. Thì cái này là nó bị điều trị bao tử này, giảm cân này, rồi gọi như là ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn này, và rất là nhiều tác dụng ở trong cái mật ong cà phê này, cũng như là mật ong nhãn cho mọi người. Mật ong nhãn đây, mật ong hoa nhãn, con ong đi hút hoa nhãn về và tạo ra những giọt mật như thế này, thì mọi người có thể là thưởng thức. Chất lượng thì rất là tuyệt hảo và trị đường ruột rất là tốt. Nói chung là những cái vị mật ong của Lực Tàng bán đây là toàn bộ là nó loại một hết nha mọi người. Mang tiếng là mật ong nuôi nhưng mà đặc biệt là chất lượng loại một, và mọi người uống thì cảm thấy rất là cảm giác rất là ngon. Và cái mặt hàng thứ hai mà Lực Tàng muốn bán ở đây đó là bột nghệ, tinh bột nghệ nha mọi người. Ở đây là tinh bột nghệ này, tinh bột nghệ được chiết xuất từ những củ nghệ không gọi như là không phân không thuốc, tức là được nuôi tự nhiên và anh em đi lấy về để gọi như là tạo ra những cái tinh bột như thế này, rất là tốt cho sức khỏe. Một loại như thế này là nửa ký. Chai này là 1 lít nha mọi người, chai này là 1 lít. Đây là nọ nửa ký này. Và đây là nghệ, cũng là tinh bột nghệ nhưng đã được tẩm mật ong. Và mọi người chỉ về là sử dụng thôi, khui ra là sử dụng luôn nha mọi người. Không cần tẩm mật ong nữa, mà ai muốn tẩm thì tẩm thêm ạ. Còn cái này là mình về mình trộn mật ong để mình ăn này. Đây rất tốt cho bao tử, dạ dày, đường ruột, này nọ nha mọi người nha. Thì mọi người có nhu cầu ủng hộ, muốn mua Lực Tàng á, thì gọi trên số màn hình, Lực Tàng vẫn có mật ong rừng luôn nha mọi người. Mật ong rừng Gia Lai nhá, trên Tây Nguyên nha. Thì ai mà muốn mua thì cứ liên hệ Lực Tàng để Lực Tàng báo giá rồi Lực Tàng ship hàng cho tất cả mọi người. Đó là những cái gì mà Lực Tàng đang muốn bán, mong cô dì chú bác ủng hộ nha. Thì tiếp tục đi đến những cái thông tin mà liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Thì hiện tại bây giờ tình hình sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào? Thì thực ra tất cả cái thông tin truyền thông đại chúng và bên phía lực lượng cơ quan công an điều tra, họ cũng chưa cung cấp những cái thông tin gì liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng về tình hình sức khỏe cũng như là mới nhất về bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng chúng ta khẳng định một điều rằng với một CEO, với một đại gia, với một người là chuyên live stream và một người có địa vị trong xã hội như bà Nguyễn Phương Hằng mà khi bị pháp luật rờ gáy và pháp luật bắt tạm giam, thì liệu chừng mọi người cứ suy nghĩ đi, thì bà Hằng liệu chừng có ăn ngon ngủ yên hay không ạ? Và hiện tại bây giờ Lực Tàng khẳng định với tất cả mọi người là tinh thần của bà Hằng thì ổn định, nhưng trong sâu thẳm đâu trong đó thì nó sẽ bị xuống cấp, bị hụt hẫng, tại vì bà Hằng bị bắt quá bất ngờ. Trong khi bà Hằng cứ nghĩ rằng mình không vi phạm pháp luật, nhưng cái lằn ranh giữa vi phạm pháp luật và không vi phạm pháp luật thì bà Hằng đã vượt qua cái ngưỡng cửa và bước qua vi phạm pháp luật. Thì cuối cùng rằng là bà Hằng đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến những cái lá đơn mà người ta tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Thì hiện tại bây giờ cơ quan công an đang tiếp tục thụ lý, đang tiếp tục mở rộng điều tra để xem xét những cái lá đơn tiếp theo liệu chừng có dấu hiệu vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng hay không, thì tiếp tục để xử lý tiếp nha mọi người. Như vậy chúng ta khẳng định một điều rằng sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng đến thời điểm hiện tại bây giờ là không tốt, chắc chắn một điều rằng là không tốt. Mặc dù có thể rằng là bà Hằng sẽ kiên cường và bà Hằng sẽ chịu đựng được, có thể rằng là rất là nhiều người cũng đang quan tâm đến bà Nguyễn Phương Hằng, thì bây giờ bà Hằng ở trong trại giam, đặc biệt là những cái vấn đề về thông tin truyền thông, về những cái vấn đề ở ngoài thì bà Hằng không thể nào nhận biết được. Hiện tại bây giờ bà Hằng ở trong trại giam thì chứng tỏ rằng là chỉ với lại 4 bức tường và luôn luôn được giáp mặt với lại các cơ quan công an, cái cơm bưng nước rót đồng hoàng, nhưng tinh thần thì đảm bảo với tất cả mọi người không thể nào mà vui được đâu ạ.
Khi mà đã dính líu đến pháp luật thì chắc chắn rằng sẽ sa sút về tinh thần. Thứ nhất, thứ hai nữa, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, chỗ nghỉ sẽ không bao giờ đạt tiêu chuẩn ở đâu, đúng không ạ? Thì một cái nguồn tin mới nhất liên quan đến cái việc mà bà Hằng liệu chừng có được tại ngoại hay không thì luật tàng cũng đã cập nhật trước đó. Thì các luật sư đã nhận định người ta có thể dùng tiền để người ta được tại ngoại, nhưng với những cái điều kiện cực kỳ gắt gao từ phía cơ quan công an, tức là bà Hằng phải chứng minh nhân thân của bà Hằng là tốt và vi phạm lần đầu, vi phạm pháp luật lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà Hằng có nơi ở ổn định, nơi cư trú ổn định, rõ ràng, tức là những cái vấn đề mà xoay quanh cuộc sống của mình là không có thể bỏ trốn, cũng không có thể làm này nọ, thì bà Hằng có thể dùng số tiền để bà Hằng đưa cho bên phía cơ quan điều tra để họ có thể đưa bà Hằng ra tại ngoại. Đấy, cái tội ít nghiêm trọng thì hết 50 triệu, tội nghiêm trọng là hết 100 triệu, tội rất nghiêm trọng là 200 triệu và tội đặc biệt nghiêm trọng là 300 triệu. Thì với cái khung của bà Hằng là cái tội nghiêm trọng, đúng không ạ? Mới đầu là như vậy thì không biết là những tội sau thì như thế nào. Nhưng bà Hằng là tội nghiêm trọng thì nó rơi vào khoảng 100 triệu, là có thể đặt 100 triệu vào thì bà Hằng có thể được ra tại ngoại ở bên ngoài. Nhưng mọi người nên nhớ rằng không phải đơn thuần là xác nhận những cái thông tin đó là được ra. Cơ quan điều tra xét thấy tình hình không thể cho bà Hằng tại ngoại thì cơ quan điều tra vẫn bác bỏ những cái thông tin về tiền, về thân nhân tốt, rồi không thể bỏ trốn, ở nhà cư ổn định, tức là cơ quan điều tra có quyền quyết định mọi vấn đề luôn. Nếu như bà Hằng ra ngoài mà ảnh hưởng đến quá trình điều tra của vụ án thì bà Hằng sẽ bị ngưng ngay lập tức về cái chuyện dùng tiền để được tại ngoại và bắt buộc phải ở trong trại giam hết những thời hạn tạm giam nha mọi người. Đấy, bình thường thì tội nghiêm trọng thì nó rơi vào khoảng 4 tháng tạm giam nha mọi người, 2 đến 4 tháng. Đó. Tội ít nghiêm trọng là 2 tháng, tội rất nghiêm trọng là 3 tháng, đúng không ạ? Tội nghiêm trọng là 3 tháng và tội rất nghiêm trọng là 4 tháng, rồi tội đặc biệt nghiêm trọng là 4 tháng, cũng có thể gia hạn thêm mấy tháng nữa để điều tra. Đấy, vụ án mà rắc rối lằng nhằng thì còn gia hạn thêm 1-2 lần nữa. Mọi người có thể thấy đây là một thời gian cực kỳ đau xót với lại fan của bà Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt rằng là đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng cảm thấy một điều rằng là nếu như những ai mà vi phạm pháp luật thì không có cái dấu hiệu gọi như là bao che hay là cũng như là người giàu có hay này nọ, người có cửa, người ảnh hưởng, không có cái làm ranh để mà pháp luật gọi như là ưu ái những vấn đề đó đâu ạ. Ai sai phạm pháp luật là đều bị xử lý. Thì cái thông tin chắc hẳn rằng là lực lượng cơ quan chức năng theo như là tàng nghĩ thì trong thời gian sắp tới có thể rằng là bên phía luật sư và bên phía gia đình nhà bà Hằng đang lên những cái phương án gắt gao để chứng minh nhân thân của bà Hằng tốt và nơi ở ổn định, thì có thể rằng dùng số tiền đó để bảo lãnh bà Hằng ra để tại ngoại nha mọi người. Nhưng tại ngoại thì tại ngoại vẫn phải điều tra. Nếu như bà Hằng vi phạm thì cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án và viện kiểm sát sẽ phê duyệt đưa lên tòa án và xử lý, thì cái lúc đó tù tội như thế nào thì chúng ta mới nắm bắt được. Còn hiện tại bây giờ bà Hằng mới bị bắt tạm giam, đang trong quá trình điều tra, chỉ là bị hạn chế một số quyền con người thôi. Còn bà Hằng vẫn là công dân, vẫn là người mà chưa được kết tội, đúng không mọi người? Thì chúng ta chờ đợi những cái thông tin đó, xem cái drama này nó đã dừng lại, nhưng cái hành trình mà để xử lý cái drama này thì nó đang còn rất là dài và tin tức rất là nhiều. Thì lực tàng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đó trong cái bản tin tiếp theo. Phần cuối, lực tàng cũng rất mong tất cả mọi người thương tình thì ủng hộ lực tàng mua mật ong, mua bột nghệ, thì mọi người cứ gọi điện trên số màn hình thì gặp lực tàng và chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Rồi những ai muốn đặt hàng, mua hàng thì lực tàng sẽ báo giá, ship hàng toàn quốc nha mọi người. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái bản tin sáng của lực tàng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.